Rồi, xin chào tất cả các bạn và anh em nhá. Anh em tôi đã tiếp tục đi xuống Nam Định để với ghép tiếp bộ dàn karaoke tiếp theo các bạn nhá. Cùng theo chân anh em tôi để trải nghiệm tiếp nhá. Đây đang ở thành phố Thái Bình các bạn ạ. Vâng, đó là bộ dàn tiếp theo là của anh Tới ở tại Nam Trực Nam Định các bạn ạ. Bộ dàn của anh Tới gồm có một đôi loa B12 với kèm theo đó mà một cục đẩy X22 Pro và một cặp mic không dây 321. Mới tiếp theo đó là một cục sub monitor. Rồi xin mời anh em chúng ta cùng theo dõi những bước chân anh em chúng tôi để xuống nhà anh trải nghiệm bộ dàn karaoke tại căn phòng của anh. Anh em đã tới nơi nhà anh Quân đây rồi. Rất là rộng rãi. Cua rộng quá, không được, không được. À, chào bác ạ. Ôi giời, không gian rộng thế nhỉ. Ui giời, rộng này á. Rồi, rộng thật đấy. Rồi, xin chào các bạn anh em nhé. Anh em tôi đã kết nối xong bộ dàn karaoke cho anh Quân ở tại Nam Trực Nam Định đây. Xong bộ dàn của anh gồm một cục đẩy X22 Pro và một cặp mic không dây 321, một sub monitor và một loa B12.